Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn về cách mình tạo ra một cây ngũ phúc trực như thế này, hay còn gọi là cây trực ngũ phúc đấy. Thì hôm trước có bạn có comment hỏi mình là anh chia sẻ cái cách mình tạo ra một cây tháng trực như thế này. Mình cũng bận công việc rồi, đến hôm nay mới làm video để trả lời các bạn được. Đối với một cây trực ngũ phúc thì nhiều người đã làm rồi, nó cũng không có gì khó cả, không có gì đặc biệt. Để cho dễ hiểu và dễ làm thì mình sẽ mô tả trên cái tờ giấy trắng này để các bạn có thể dễ hình dung. Thì đầu tiên là có thể các bạn trồng một cái cây thẳng, sau đó các bạn cắt ngang, hoặc là các bạn mua phôi, hoặc là các bạn đi đào được một cái phôi. Và cái cách làm này thì tận dụng được cái phôi xấu các bạn ạ. Giả sử các bạn có một cái phôi như thế này, đây các bạn thấy không ạ, đây đó, tức là mình có một cái phôi mà nó chỉ có một cái khúc, một khúc cành thôi, một khúc cành ngắn. Thì lúc đầu là cái cây này mình mua là nó chỉ có đến đây thôi này, đây nó đến ngang cái ngấn này. Khi có một cái phôi thế này rồi thì các bạn đem trồng, các bạn để cho nó hơi nghiêng được một tí, nó hơi nghiêng một tí, hoặc là các bạn để thẳng cũng được. Sau một thời gian thì nó bật lên rất nhiều mầm ở đây. Đấy, nó bật lên rất nhiều mầm. Thì khi mà nó lên mầm á, các bạn chọn một cành, chọn một cái mầm để các bạn làm cái cành ra như thế này. Đấy, chọn một cái cành các bạn bẻ cong đây. Đây, bẻ cong như thế này, bẻ cong. Mình lấy một cành như thế này và mình lấy một cái ngọn đi lên. Đây như thế này. Sau một thời gian các bạn nuôi, cái cành này nó phát triển, nó phát triển, nó lớn lên, nó lớn, nó dài ra thì các bạn lại cắt ngang, cắt ngang đây như thế này. Và đây các bạn này, mình chỉ các bạn xem này, cái khớp mà ra cành đầu tiên đây này chính là cái chỗ này, mình cắt ngang đây, cắt ngang đây thì nó ra một cành bên này, mình lấy làm cái tay. Sau đấy thì một cái phần đi lên mình lấy làm ngọn lên trên đây, lên đây mình lại cắt, cắt đây thì sau đấy mình lại lấy một cành sang đây để làm cành và một cành đi lên. Thế thì đến chỗ này chúng ta lại lấy một cành sang bên này. Đấy, lấy một cành sang đây. Tiếp theo một cành chúng ta lấy lên và chúng ta nuôi tiếp, nuôi tiếp như này. Và cái, và trong thời gian nuôi này thì các bạn lưu ý là cái cành bên dưới này chúng ta không cắt nhá, chúng ta vặn ngang thì nó sẽ bật mầm và chúng ta cứ chia ra, chia nhánh nhá, chia nhánh mà chúng ta nuôi, lấy dây chúng ta ghim lại đây giống như thế này này, lấy dây chúng ta ghim nó xuống, ghim nó xuống cho đến nó bật mầm ra và mình lấy ra, lúc đó mình chưa cắt. Bởi vì sao? Bởi vì mình mà cắt là cái cành nó không lớn được. Lên đến chỗ này mình lại cắt, cắt ngang. Nếu như chúng ta chỉ lấy hai cành một ngọn thì đến đây chúng ta làm ngọn. Nếu các bạn tạo ngũ phúc tức là bốn cành một ngọn thì đến đây chúng ta lại lấy một cành như thế này. Đây là vẽ cho mặt phẳng thôi, chứ còn khi mà làm trên không gian ấy, thì chúng ta sẽ làm là một cành bên trái, cành bên phải rồi đến cành đằng sau, hay ta gọi là cành đông tây nam bắc đấy. Đấy, lấy một cành như thế này, lấy được một cành rồi chúng ta lại tiếp tục nuôi một cành lên để làm ngọn. Đây, nuôi một cành lên, nuôi một cành lên, sau một thời gian thì chúng ta lại cắt, cắt đây đi, cắt đây đi, và chúng ta lại lấy một cành ra phía trước, tức là cái phía ta đang ngồi đấy như này, và chúng ta nuôi một cái ngọn lên đấy. Và lúc này bên trên, các cái cành bên trên này chúng ta có thể cắt dần, cắt dần từ trên này này, bên dưới này không cắt, ba cành dưới không cắt, cành thứ bốn là có thể cắt bớt đi, hãm bớt đi. Và đến đây chúng ta bắt đầu làm ngọn, thì đến đây chúng ta sẽ tạo một cái ngọn. Đến khi làm ngọn là các bạn làm một cái ngọn giống như một cái cây nhỏ trên này. Đấy, thế là được. Và nó ra như thế này. Lúc đầu thì cây nó mảnh mai như thế này và mình tạo ngọn, mình bấm ngọn. Đấy, khi mà ngọn nó ra rồi thì mình bắt đầu mình bấm tỉa ngọn. Bấm tỉa ngọn đồng thời mình bấm tỉa cái tán dưới này. Tán tỉa tán này xong thì bắt đầu chúng ta tỉa tiếp tán dưới này để nuôi. Và trong quá trình nuôi thì chúng ta có thể kết hợp nuôi thêm một cặp vài cành mồi, ví dụ như cành mồi nó phát từ đây. Mình có thể nuôi thêm cành mồi trên thân này này. Đấy, các cái cành mồi này để cho nó lớn cái thân. Và các bạn lưu ý là cành mồi này mình phải kéo xa ra ngoài, kéo xa ra ngoài để cái cành này nó không che mất cái bóng của cái cây này.
Và tương tự thế này cũng vậy, mình có thể nuôi gành mồi ở đây. Đây, nó phóng nhận này. Đấy, trong quá trình nuôi thì mình kết hợp nuôi thêm gành mồi. Và khi cái cành này mình cắt sửa thì bắt đầu mình tiếp tục mình cắt sửa đến các cành dưới này. Đó. Còn cái thân này thì sau nhiều năm thì nó sẽ to lên, nó sẽ to lên và nó liền lạc. Đấy, về lý thuyết thì nó đi như thế này, các bước như thế này. Và tất nhiên đây là cách của mình thôi, chứ còn bạn khác có thể có cách khác. Và trong quá trình mình cắt sửa như thế này thì mình kết hợp mình tỉa rễ và mình tạo bộ rễ ở dưới này. Đấy, tạo bộ rễ cho nó đẹp. Và bây giờ mời các bạn xem qua một số cái vết sẹo, vết cắt mà mình đã cắt và nó đã liền. Đây các bạn này, đây là sẹo này, sẹo đó lúc này là sẹo nuôi cành mồi này. Đây, hai cái sẹo là nuôi cành mồi đây. Bây giờ nó liền rồi. Còn cái sẹo bên này là lúc mình cắt trên đấy các bạn. Mình cắt bên trên thì mình lấy một cành sang bên này và một cành lên đỉnh. Sau một thời gian thì nó ôm sẹo nó dính như thế này. Và đây này, vết cắt đây này. Đây các bạn nhìn đây, vết cắt nó đang còn cái khoanh đây. Và lúc mình bôi keo liền da nó đang còn đen đen đây này. Còn đây các bạn này, đây cái này là cành mồi này, cành mồi mình cắt đây này, sẹo lúc đầu cắt đây. Đây là cái sẹo cắt lớn và cắt đỉnh đấy. Còn cái này là nuôi cành mồi này, đây là nuôi cành mồi này. Đây, sẹo nuôi cành mồi đây. Đây là cái phần cắt trên để nó phân nhánh đây. Bên trên này cũng thế này, đây này. Vết này là vết sẹo mình nuôi cành mồi đấy các bạn này. Đây, còn cái chỗ này mình cắt thì nó cũng đã liền rồi. Đây, vết cắt này các bạn này. Đây, vết cắt đang còn keo đây. Tức là đến đây mình phải cắt. Cắt thì sau đấy mình lấy một cành sang bên kia và một cành lên trên. Rồi đến đây này, đến đây làm đỉnh mình cũng phải cắt đây này. Đấy, bây giờ sẹo nó liền tương đối là kín rồi đây. Đây, sẹo nó liền đây. Mình cắt đây và sẹo liền đây. Phần này là phần cắt làm đỉnh. Làm đỉnh cho lên trên này mình cũng phải phân nhánh nó ra. Chứ nếu như bây giờ mà đỉnh có một cây không thì nó đơn điệu nhìn nó xấu. Mình phải cắt, mình tạo cái đỉnh nó giống như một cái cây nhỏ đấy. Đây, ngang đây lên là đỉnh như này. Đây, từ đây lên. Và cây này thì có 4 tay và 1 đỉnh. Tay 1 này. Tay 2 này. Tay 3 đây. Tay 3 đây. Đây, để chỗ này thì dễ thấy hơn này. Tay 1 này. Tay 2 này. Tay 3 đây. Tay 4 đây và cái đỉnh đây. Và hôm nay thì mình phải cắt bớt lá để các bạn dễ nhìn, chứ không có để nhiều lá thì cái lục vừng nó che khuất mất thân, mình không thấy được cái gì cả. Và trong quá trình nuôi nếu mà cái cành mà nó cứ bị vổng lên á, nó phát triển nó vổng lên thì mình có thể dùng dây mình ghim nó xuống như thế này. Và cây này thì có hoa rồi, đến nay thì các cái sẹo này nó kín hết rồi đây này, các bạn thấy này. Sẹo kín hết rồi. Đây, còn các cái vết keo này mình mà muốn cho nó sạch thì mình bóc ra. Đây này, keo rồi này, đấy. Nó đang còn đấy các bạn này. Đây này. Đấy, nó đang còn dính đấy, đấy. Cái này mình muốn nó đẹp thì mình cạo hết cái keo này đi. Cách phân dăm thì như thế này. Cành chính này. Sau đấy mình lấy một cành sang bên trong. Sau ra một đoạn mình lấy cành lưng. Cành lưng nhỏ thôi, sau lấy ra cành ngoài. Ngoài xong lại đi tiếp. Đi tiếp rồi lại lấy sang bên đây. Tóm lại là nó cứ trái phải và mình kết hợp lấy cành lưng. Thế thôi. Còn phần gốc đây. Cây này bây giờ khá to, nếu bây giờ mình lấy thước mình đo đường kính ngang chỗ này thì chắc cũng phải hơn 10 phân rồi. Chỗ này nè. Cây này trước mình thả nước nhưng mà sau đấy mình đổ đất và mình nuôi cho nó liền các cái sẹo đây rồi. Sau này mình đổ nước trở lại sau. Thưa các bạn, vừa rồi mình vừa mới chia sẻ với các bạn cái cách mình tạo ra cây lục vừng ngũ phúc như thế này. Cây trực ngũ phúc đấy. Đối với cây trực ngũ phúc thì có nhiều người làm rồi và cách làm thì có thể là người ta sẽ làm khác nhau. Và đây là cách mình làm, mình chia sẻ với các bạn. Ai mà mong muốn làm giống cây của mình thì có thể áp dụng cách này. Và bạn nào còn thắc mắc gì về cách tạo ra một cây trực ngũ phúc như thế này, có thể là cây lục vừng, có thể là cây xanh si, cây sung vân vân, thì các bạn có thể comment ở dưới video và mình sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn làm được nhiều cây đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.